bán cho em cái bánh bao, bán cho em ổ bánh mì luôn. Dạ, hôm nay là mình là coi như là giới thiệu với cái nhà về những cái ẩm thực ở trên chợ nổi Cái Răng nè. Dạ, đợi con qua con thưởng thức liền. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đây mình bán gì cô ơi? Dạ, có cháo lòng, bún riêu, hủ tiếu, bánh canh. Dạ, cháo lòng, bún riêu, hủ tiếu, bánh canh. Dạ. Trời ơi, hấp dẫn quá cô ơi. Dạ. À, cô bán cho con một tô để ba thứ được không? Dạ. Rồi em giới thiệu cho chị ra nước ngoài luôn nha. Đó, để xem có anh nào mua hay không nha. Mấy chị đây bán lâu chưa mấy chị? Lâu rồi. Dạ, bán bao nhiêu lâu rồi? Rồi chị bán nhiêu? Bán cũng mới đây à. Dạ. Ở đây là có một mình chị bán bao hả? Ừ. Trời ơi, bán độc quyền luôn. Bán dạ, một thôi. Trời ơi, em mua mỗi thứ. Mỗi thứ thứ là em muốn xỉu rồi. Dạ. Đâu, cho em một trái luôn. Wow, cả nhà ơi. Dạ, nhãn này nhãn gì đây? Nhãn tiêu. Nhãn xuồng tiêu. Hay là nhãn indo? Dạ, nhãn indo ha. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay Khương Nhật Minh sẽ dắt cả nhà đi một cái khu chợ mà rất là nổi tiếng và đặc biệt ở tại miền Tây nói chung luôn và thành phố Cần Thơ nói riêng ha. Đó là khu chợ nổi Cái Răng. Hiện tại bây giờ mình đang dắt cả nhà đi trên cầu Cái Răng nha. Thì mình sẽ cho cả nhà xem về cái khung cảnh ở bên trên cái khu chợ nổi này. Sau đó là mình sẽ dắt cả nhà đi trực tiếp trải nghiệm về cái chợ nổi Cái Răng Cần Thơ nha cả nhà. Thì tại sao cả nhà có thắc mắc là mình lại dắt cả nhà đi chợ nổi Cái Răng không ạ? Cái đầu tiên là mình muốn giới thiệu cho cả nhà về cái những cái điểm đặc biệt của vùng quê sông nước miền Tây á. Đó là những cái khu chợ buôn bán không chỉ có ở trên mặt đường hay là ở trong cái khu chợ được sắp xếp sẵn, thì đối với cái khu chợ nổi á là một cái khu chợ rất là đặc trưng luôn, đã có từ xưa đến nay rồi nhưng mà hiện nay thì rất là hiếm những cái khu chợ mà còn bán trên ghe đó cả nhà. Ở trên ghe là nổi. Thành ra đó lý do tại sao mình lại dắt cả nhà đi chợ nổi Cái Răng. Và bây giờ thì mình sẽ cho cả nhà xem phía bên đây của chợ nổi Cái Răng nha. Cả nhà đợi mình tí nha. Để mình quay đầu lại. Rồi mình đã qua bên kia cầu Cái Răng rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đứng ở trên cầu Cái Răng cho cả nhà xem cái tổng quan về cái khu chợ nổi mà chúng ta sắp sửa di chuyển xuống đó ha, để xem cái khu chợ nổi này sẽ bán những món ăn gì và những cái loại trái cây gì hay là những cái loại rau củ quả gì nha cả nhà. Tại vì nói về miền Tây thì đa số là những người dân sông nước của chúng ta là hay trồng rau hay là trồng cây ăn quả đó cả nhà. Đây. Đây cho cả nhà xem cái khu nè, cũng hơi khó cả nhà ha. Đây khu chợ nổi sẽ nằm khúc cái khúc mút đằng kia đó cả nhà. Nói chung là cũng hơi xa. Rồi, để cho cả nhà xem tổng quan sơ sơ lược thì thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chạy xuống chợ nổi nha. Ở cả nhà có thể thấy là một nhóm chiếc thuyền nằm dưới đó, dưới tàu đó đó cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống khu chợ nổi thôi. Cũng chia sẻ luôn với cả nhà ha. Nói về chợ nổi á, thì ở miền Tây á, có khá là nhiều các khu chợ có tiếng như là chợ nổi ở Ngã Năm, chợ nổi Ngã Bảy, ở Hậu Giang nữa cả nhà, hay là chợ nổi Cà Mau. Nhưng mà cái điểm đến mà gần nhất ở thành phố Vĩnh Long của mình á, đó là chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ.
nên thành ra là mình quyết định là hôm nay dắt cả nhà đi chợ nổi cái răng nha. Mình sẽ gặp bên hông cầu cái răng để mình chạy vào thuê một chiếc ghe hay một chiếc tàu gì đó. À có đi anh là bến tàu hay gì? À, bến tàu thì bao nhiêu tiền anh hả? À, em đi cho nổi không hay là sao? Một mình em, đúng rồi. Một mình em đi cho nổi không thì đi về 150 ngàn. À. Còn nếu mà em đi điểm á, đi cho nổi đặc sản miền Tây á. Là nó có gì nữa anh? Cũng như đi cho nổi xong rồi đi qua đặc sản miền Tây, đi qua làng hủ tiếu rồi đó. À. Là đi về anh lấy em 200 thôi. À. Là đi cho em 3 điểm. Đi được làng hủ tiếu rồi gì nữa anh? Đặc sản miền Tây. Đặc sản miền Tây là cái món gì nữa? Cũng như đặc sản miền Tây là bán đồ gì của miền Tây mình đó. Cái đó đem cho nó bán. Có nghĩa là bán trong làng hủ tiếu hả? Ừ, hàng hủ tiếu riêng rồi đặc sản miền Tây nó riêng. Như hai chỗ khác nhau. Ok, là bao nhiêu anh? Là đi mình em gì đó. Mình em rồi. Tàu thôi. Hỏi đi chung với ai cho đi về là lấy em 200 thôi. Dạ. Ví dụ như tới chỗ nào em muốn quay là anh sẽ hỗ trợ em chứ? Đúng rồi. À, có nghĩa là em có thể anh có thể ngừng lại theo ý em đúng không? Đúng rồi. À, em muốn ngừng lại ăn sáng hay gì đó anh cứ ghé cho em ăn sáng lên trên. Rồi em muốn quay gì đó em quay đúng không? Là anh sẽ đợi em đúng không? Đúng rồi. Đợi. Anh tên gì? Anh Tùng. Dạ. Này. Ừ. Đó là nếu mà em đi cho nổi không của anh đúng không ha? Ừ. Rồi. Nếu mà em đi cho nổi không thì lấy em 150 thôi. Dạ. Còn em đi 3 điểm thì lấy em thêm 50 ngàn tiền dầu nữa thôi. Thôi giờ thì em muốn đi 3 điểm anh. Rồi. Bây giờ anh Tùng dắt em đi ha. Rồi. Ok. Tại vì em mới lần đầu tiên đi thôi. Đúng rồi. Không biết xuống dưới nó quay đẹp. Mà sao anh thức sớm quá? Ừ. Ở đây phải thức sớm vậy đó em. Tại vì khách nó đi sớm không à? Đây tầm mấy giờ anh thức? 3 giờ mấy là anh thức rồi. Trời sớm vậy. Rồi ở đây là chợ nổi theo anh chia sẻ với em là chợ nổi của mình nó hoạt động lâu chưa anh? Hoạt động lâu rồi em, cũng mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm rồi đó. Ừ, chứ không hết đâu. Rồi anh Tùng dắt em đi nha. Rồi vậy là chỉ có 200 ngàn thôi cả nha. 200 ngàn tiền tàu đó, thì chúng ta sẽ được tham quan chợ nổi ha. Và nhất là cái ta sẽ đi những cái khu du lịch nữa. Đi tham quan làng hủ tiếu rồi ha. Nói chung là cái ý nghĩa luôn á. À giờ theo qua chân anh Tùng nha cả nhà. Biển số xe anh Tùng là 65B206592. Để cho cả nhà có thể là sau này mà biết có thể là thuê tàu của anh ấy ha. Đó thì bên phải đây là chúng ta sẽ là bờ sông. Sông này hình như là sông Hậu thì phải. Gửi xe đâu anh Tùng? Dạ. Rồi, chạy thẳng vô ha. Ok. Còn nếu mà đi xe bốn bánh để đâu anh? Để ngoài em, có chỗ để cho. Dạ. Rồi thẳng như vậy luôn, thẳng như vậy. Dạ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình đã theo chân anh Tùng ha, gửi xe nhà anh ấy rồi, bắt đầu chúng ta ra chỗ tàu của anh ấy nha. Chiếc tàu ở đây mình chở tối đa được bao nhiêu người anh Tùng? Chở 20 mấy người đó em. 20 mấy người? Wow, là quá nhiều luôn. Coi như là số lượng khách bao nhiêu thì anh vẫn có thể là chở được đúng không? Rồi bây giờ giá bình dân. Dạ, giá bình dân. Nếu người ta đi tour thì mình tính riêng ha, tính từng người ha. Rồi giờ chúng ta thôi chào anh. Dạ. Đây là anh Tài Công sẽ chở mình và cả nhà trong ngày hôm nay. Dạ. Đúng rồi. Với sự hỗ trợ của anh ấy thì mình đã lên được tàu rồi cả nhà. Ở đây là coi như là mình chạy suốt không anh? Ok. Dạ. Rồi cảm ơn anh Tùng. Dạ từ trên cầu móc lại giúp em ha. Rồi. Em đi một mình à? Rồi ok. Đàn ế, đàn ế anh ơi. À vậy luôn. Cùng cánh ngộ, cùng cánh ngộ. Rồi ok. Em hỏi anh tên gì? Em tên Minh. Anh Minh á. Anh Tùng luôn. Vậy là cái càng của Rít là tên anh nè. Không, cái đó là ảnh. À, ảnh Rít là anh Tùng luôn ha. Anh Tùng. Thank you.
Anh có cái khăn này dùng. Anh có cái khăn. Dạ, đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ anh Tùng sẽ dắt mình và cả nhà đi tham quan chợ nổi cái răng nha. Đó, anh ấy đang ve tàu một cách rất là chuyên nghiệp nè. Ở đây có một cái cọc. Ở đây anh thấy người dân đang đánh bắt cá hay gì anh? Đó, cái ghe này ghe cào đó anh. À, ghe cào. Đây là cái phương tiện đánh bắt cá trên sông. Dạ. Ở đây ở miền Tây mình thì có rất là nhiều loại cá trên sông, đặc biệt như là cá mè vinh, cá lóc, cá dê. Dạ. Đều là cá đầu cá là tự nhiên. Dạ. Ở đây có một loại rất là có giá trị, đó là tôm càng xanh. Tôm càng xanh. Tôm càng xanh. Theo anh thì cái ghe cào này là cào được hết các loại luôn đúng không? Đây là cào được các loại hết. Dạ. Nói chung là những cái con gì mà nó đi vào cái vùng đó thì nó sẽ nằm trong. Dạ. Đó. Đây là cái cầu ở chợ nổi cái răng này cả nhà. À, anh Tùng có thể chia sẻ với em là anh lái tàu được lâu chưa? À, Tùng thì lái được 8 năm rồi. 8 năm rồi. 8 năm. Mà anh có thể chia sẻ với em là cái khu chợ nổi của chúng ta là được thành lập bao nhiêu lâu rồi không anh? Theo anh có biết không? Theo ông bà nói lại thì ở đây chợ nổi mình sẽ thành được khoảng là 40 năm. 40 năm rồi. 40 năm. À. Tại trước kia là cái đường bộ của mình nó khó khăn. Dạ. Đó cái đường xá của mình nó chưa được phát triển. Dạ. Nên ông bà mình nó sẽ dưới những cái dòng sông sẽ dễ giao thương hàng hóa nhau. Dạ. Và đặc biệt thì những cái chợ nổi miền Tây mình nó rất là nhiều. À. Nhưng mà nó sẽ hình thành vào cái chỗ mà như là ngã 3, ngã 4 và ngã 5. Dạ. Đó, ngã 5, ngã 7 thì ở Hậu Giang, còn ở đây chỉ ngã 3, chỉ ngã 4 thôi. Dạ. Bây giờ anh Tùng rất là hiểu về cái khu vực chợ nổi của chúng ta luôn. Phải ra đây sống lắc dữ vậy anh? Lý do là mình chạy thì giống như dắp con gà vậy. Trên bờ có ổ gà dưới sông. À, giống như là mình đang bị ổ gà đúng không anh? Ổ gà dưới sông thì nó sẽ cảm giác dễ chịu và nó lăn lăn. Dạ. Nó hơi chóng mặt. Trên bờ thì hơi đau đứt hơn ha. À, trên bờ thì đau đứt cái này cũng lăn lăn cái đầu. Dạ. Nó không đau đứt nhưng mà đau đầu. Đau đầu. Anh có thể biết rằng là cái độ sâu ở cái sông Hậu phải không anh? À, đây là sông Cần Thơ, một nhánh nhỏ của sông Hậu. Ngày trước nó là tỉnh Hậu Giang. Dạ. Sau này là thuộc thành phố Cần Thơ, nên là kêu dòng sông Cần Thơ. Sông Cần Thơ. Dòng sông Cần Thơ nó chỉ chạy dài gần 30, hơn 30 km. Hơn 30 km. Hơn 3 km. À, mà cái độ sâu anh có biết độ không? Độ sâu thì nó cũng tùy chỗ là 8 tới 10 mét. Có thể là chỗ hơn tại đây dòng sông nó nhỏ. À. Nhưng mà độ sâu nó có do là sao? Nó là giữa nối vô tỉnh với nhau. Dạ. Nói chung là nó là một nơi mà giao thương hàng hóa. Rồi. Anh Minh kéo ghế lên đây. Dạ. Kéo ghế lên. Rồi, để em lấy ghế lên nhỏ. Ok, bỏ cái bụng ra đây đi. Bữa nay anh em mình là mình thích với nhau luôn á. Dạ. Quá hay luôn anh Tùng ơi. Rồi. Cá nổi lên đây cũng thơm. Dạ. Thì ở đây thì cả nổi mình thì chắc anh mình được hiểu được một số gì trên mạng ha. Dạ đúng rồi. Thì cả nổi mình hầu như là trên cả nổi cái răng mình đều có các tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Tây mình có mặt trên cả nổi cái răng mình. À. Nhất là Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu. Có nghĩa là đối với những người mua bán, đối người ta sẽ tụ tập về chợ nổi cái răng. À, thông qua những chiếc tàu thuyền, sau đó thì người ta sẽ đem những sản phẩm hàng hóa của chúng của họ. Của người dân ở đó. Và sau đó là họ đem về đây. Là mua bán và trao đổi hàng hóa nhau. Dạ. Ví dụ anh ấy từ Cà Mau chở lên đây là chở những cái từ Cà Mau như là bí hay là cái gì đó lên đây, những người ta sẽ mua những cái thứ gì ở quê người ta không có thì sẽ mang gì đó, ta sẽ trao đổi buôn bán lại. Dạ. Anh chạy gần gần tí em. Để em còn đi. Thế là anh là những chiếc ghe này là sẽ bán những nông sản gì anh? À, ta nói đây là đầu chợ bán thốt. À, đầu chợ ha. Ok, đầu chợ bán dưa. Còn đầu giữa chợ thì bán từ lưa. Hay quá. Không, cái câu này không ai nói mà chỉ Tùng tự nghĩ ra, tại vì vấn đề này là để cho giống như một cái khu vực nào đó bán giống như đầu chợ bán thốt, là từ trước tới giờ ông bà là bán thốt không. Dạ. Không có bán gì hết. À. Có nghĩa là
anh Minh muốn chạy ra mua cái khu vực gì đó, muốn mua thuốc thì chạy thẳng về đầu chợ đó, không phải là hôm nay là đậu chỗ này mà bay đậu chỗ kia, cứ đậu hết một chỗ như thế này. Dạ. Bán thì làm hết hàng mới về. Vậy là vậy là mặc định là những người dân ở đây á là đầu chợ là sẽ bán khóm. Đầu chợ là bán. À, mà có điều là anh Tùng có thể là chia sẻ với em thêm là cái vấn đề là thí dụ là hàng quá là người ta sẽ nhập về mỗi ngày không anh? Hàng quá có thể là đi mỗi ngày, nhưng dạ. mà một xe có thể người ta chở bà con chở về đây bán từ một ngày cho tới cả tuần lễ mới hết. À. Nhất là nhập thì một hai ngày mới hết. Vậy là theo anh là người ta ăn ngủ ở trên đây luôn? Ăn ngủ trên đây. Ồ. Đây là một cái căn nhà thứ hai, coi như một căn nhà thứ hai của bà con ở đây. Dạ, hay quá luôn. À. Hôm nay gặp là đúng là chuyên gia chợ nổi luôn rồi, rồi chia sẻ nha. Dạ. Không có treo khoai lang mà bán chị thấu nha. Dạ. Chị thấu là bán chị thấu. Anh Tùng chạy chạy sát sát tí với em. Đó. Ủa vậy hả? À. Thì ra là như vậy á. À. Tại vì nghe bán khoai môn đó, người ta sẽ không treo mà người ta sẽ có cái chậu khoai môn lên trên cái ghe luôn. À, là người ta để nguyên cái chậu khoai môn lên thế. Còn cái này cái gì anh? Đây là củ sắn. Củ sắn. Đây, cái ghe này đều bán củ sắn. Ờ. Anh Tùng chậm giúp em nha. Rồi, ok. Còn cái củ này là củ gì em nhìn từ xa em không thấy? Cũng là củ sắn luôn. Củ sắn. À. Ồ, hay quá. Ta bán củ sắn. À, là mặc định là những chiếc ghe là chỉ bán một loại nông sản thôi hay sao anh? À, hầu như là thế, nhưng mà tương đương đó nó cũng có một số hai mấy chiếc ghe gì đó, nó sẽ bán rất là nhiều hàng. Dạ. Mấy con hàng nằm ở cuối chợ. À, à, còn khúc này là khúc đầu chợ ha? Ở đầu chợ đâu. Hồi trước những ghe mà bán 5-7 món hàng đó là đậu giữa chợ rồi nè. Nên dạ. là Tùng có cái câu nói đó, tại vì không ai nói cái câu đó. Hồi trước vậy chứ dạ. nói câu đó là đầu ghe là bán khóm. Đầu chợ bán khóm, à. Chợ bán dưa, giữa chợ thì bán từ lưa là những ghe đó đó. Hay quá. Ghe bán nhiều món hàng. Dạ. Nhưng mà có thời gian mấy lần đây sau mấy ảnh giờ chứ. À. Những ghe khác thì dẫn đậu cố định vậy. Cái đối với cái vị trí mà ghe đậu này thì người ta có nghĩa là cái cố định nhà không anh? À. Ở đây thì không có thể mặt bằng, hầu như ở đây thì chưa thấy cái phao, chưa thấy cái phao. À, những cái thùng ngủ này đấy à. Sau đó người ta sẽ bước thợ lặn, ta đóng dưới, người ta máng cái cọng dây lên trên này, rồi người ta sẽ máng cái cột cái ghe vào đó. À, hay quá. À. Dạ. À, có nghĩa là những cái chỗ nào mà có cái phao này là ở dưới đó có cây cọc ở dưới đó. Rồi sau đó là những chiếc ghe sẽ thay thợ lặn buộc xuống dưới anh. Dạ. Hai cái đậu với đậu, nhưng mà cái đó đã có chủ, nhưng mà cái chủ người đó lên sẽ dạ. trả lại chỗ cho người ta. Ờ. À, đây là bán khoai lang, đây địa điểm bán khoai lang của Vĩnh Long mình. Khoai lang hả? Dạ, Vĩnh Long. Ờ. Khoai lang tím đây ha. Tím trắng gì đó của Vĩnh Long và Trung Bình. Ủa vậy rồi em thấy thật sự là cái người mua em thấy gần như ít lắm anh. Tại vì cái người mua ở đây là toàn mua sỉ nên là mua một số lượng lớn. À. Đi ra. Thì mình đi ra chợ hợp thị lấy số hàng lớn, cắt lớn. Ờ, tại vì em thắc mắc là mình chạy mình không được tấp vào lấy gì mình mua. À, cái này không có mua được, tại mua số lượng lớn này được. À, vậy đó hả? Một quả, hai quả, một ký, hai ký là ta sẽ không bán mà ta sáng ta không được chui đó. À. Chợ à vậy là coi như là chợ cái răng là chợ đầu mối. Chợ đầu mối. Đa số là bán sỉ. À, chủ yếu là mình là tham quan thôi đúng không anh? Tham quan. Để đó, mình hiểu. Cái đâu đâu anh đâu anh? Đó, đó, nhìn sao biết? Nhìn sao biết? Biết. Trái cây. Đây là những xe mà người ta bán nhiều mặt hàng nè. À. Đây là trước đây những xe này bán là ở giữa chợ nên là đầu chợ bán sớm, cuối chợ bán trưa. Dạ. Ờ. Sau này bán về lên là khoảng 3-4 ghe gì đây. 3-4 năm ghe gì đó. Bán rất là nhiều mặt hàng. Vậy là ở đây là mặc định là bán sỉ là nhiều anh ha? Đây là mặt sỉ. Chợ của người dân trao đổi hàng quá, lượng lớn. Ồ, thì ra là như vậy. Chứ em cứ nghĩ đâu là chúng ta đi du lịch là chúng ta có thể là mua trực tiếp những cái món trên ghe chứ hả? Có đôi lúc mình cũng mua được, mua chạy dễ tiếp.
À, từ 9 10 giờ trở lên. À, dạ có nghĩa là người ta đã mở hàng xong rồi đúng không? À rồi, em hiểu. À có nghĩa em hiểu. Cái giờ này là không nên. Cái giờ buổi sáng này thì không nên tắp mà chỉ là nên xem thôi anh hả? Dạ, bây giờ là chỉ là xem bà con buôn bán như thế nào. Đây là những nhà lấy chỉ nè. À. Ủa vậy là cái này là mua rồi đó hả? Mua rồi đó. À, chứ không phải là bán ha. Ồ, hay quá luôn cả nhà. Đây là cũng là mình bán cà phê trên không. Ờ. À, cà phê giải khát trên không. Anh bán cà phê anh. Đó. À, không biết thôi chứ biết là phải mua thôi. Rồi quay cái ghe sau lưng mình sẽ bán dừa không anh? Ghe này bán dừa đúng không? À. Còn cái ghe nhỏ thì bán sầu riêng đó, cái ghe đó là bán cho khách du lịch đó. Bán sầu riêng, ok. Dạ. Đây. Dạ, dạ. Anh đợi em tí cái ghe nói chuyện rồi đó. Rồi rồi. À, anh bán nước gì anh? Anh có nước giải khát gì? Phi đá sữa đá vừa tươi cho được. À, phi đá sữa đá vừa tươi cho được. Anh uống gì anh Tùng? À, anh uống gì nước gì anh Tùng? Em ơi, cà phê sữa đá đi anh ơi. Dạ. Anh Tùng uống gì anh Tùng? Dạ, anh em mình sữa đá đi. Giống luôn ha. Rồi. Vậy là 2 ly. Hai ly phê hả? Dạ, 2 ly cà phê sữa đá nha anh. Bao nhiêu anh ơi? Dạ rồi. Giá cũng rất là bình dân phải không cả nhà? Chỉ có 30 ngàn thôi. Ủa vậy là cái khu Chợ Nổi chúng ta đang quay lại anh? Bây giờ là mình đi vào trong. Và đi... ở đây có nhiều người để buôn bán ăn uống. Đây là những cây mè. Buôn bán ăn uống trên sông. Những cây hủ tiếu trên sông cháu lộn. Dạ. Những cây này là bán trên sông. Các chung mình dành người dân ở đây. Dạ hay quá. Cái này phải người ta bán không anh? Cái này là đúng rồi. À, có nghĩa là những cái ghe nhỏ nhỏ là người ta sẽ buôn bán. À. Nãy là em thấy anh ấy cụt chi vào cái ghe của mình. À. Vậy là anh ấy sẽ cũng trôi theo cái dòng của mình đó ha. Theo tàu mình cứ bán vô rồi đó. Dạ. Anh bán cho tàu mình rồi. Dạ đúng rồi. Anh chạy tới tàu anh cứ đi theo tàu luôn. Hay quá. Dạ. Bún riêu hủ tiếu. Dạ em gửi ạ. Dạ. Lấy từng ly đổ nha. Dạ dạ. Dạ lấy từng ly nha, em lấy từng ly trước nha. Rồi ok. Đó Tùng ơi, em mời. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Đó. Đây lấy tiền thối đã. Dạ. Ở đây bà con buôn bán đàng hoàng. Ở đây là dạ. Đây bún riêu. Dạ cảm ơn. Rồi làm sao biết là ở đây là có mấy cái chỗ bán đồ ăn anh, buổi sáng đồ ăn buổi sáng rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là thứ bảy chủ nhật là còn đông nữa. Dạ. Như những ghe này đây thì khu vực này là bán không có ghe, còn trên là không có. Ăn uống lại đây. Ăn uống lại đây. Vậy là coi như là hiện tại là hôm nay là chỉ có 2 ghe chỗ này bán thôi. Ở đây ghe kia nữa, khoảng 3 ghe. Ghé ăn cho anh ơi. Rồi ok. Ghé ăn cho anh Tùng ơi. Tại cái này nó cho cảm giác ha. Trên đó không có rồi đúng không? Rồi ok. Dạ em ngọt. Đúng rồi em ăn nó luôn. Ăn cái xong không? Dạ đúng rồi. Đây cũng bán luôn anh. Đây cũng bán luôn anh. À. Dạ. Thấy là anh chị rất là. Dạ, cảm ơn. Chào anh. Rồi bây giờ mình qua nha cả nhà, mình bây giờ mình đói bụng rồi. Chúng ta sẽ qua ăn sáng thôi. Bún riêu và hủ tiếu. À. Tất nhiên là cô này ngày làm bán rồi hả? Chào cô. Dạ, đợi con qua con thưởng thức liền. Rồi, quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đây mình bán gì cô ơi? Dạ cháo lòng, bún riêu, hủ tiếu, bánh canh. Dạ. Trời ơi hấp dẫn quá cô ơi. Dạ. À, cô bán cho con một tô để ba thứ được không? Dạ. Dạ bán con một tô bún riêu đi à. Dạ. À.
Bởi vậy để thì được mà không biết là em có ăn được không. Chị bán gì chị? Cà phê đá, phê sữa rồi gì nữa chị? Dừa. Dừa. À, đa số là với mấy cái loại nước uống nóng chai đúng không? Rồi. Rồi chị bán cho em thêm một ly cà phê sữa luôn. Dạ. Mua để dành luôn. Tôi mới mua của anh kia rồi. Dạ. Thấy chị đẹp cho nên mua tiếp. Thấy dễ thương quá à. Thành ra là phải mua thêm một ly nữa mới được. Ở đây mỗi tô như vậy thì mình bán bao nhiêu tiền cô hả? Dạ 40. Dạ. Ở đây cô bán là từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 5 giờ tới 9 giờ. 5 giờ tới 9 giờ sáng. Cô tên gì ạ? À? Cô Liên. Cô Liên. Đó. Hiện tại thì bây giờ mình đang mua của cô ấy một cái tô bún riêu nha cả nhà. Bây giờ cô muốn tặng thêm chút thịt nữa nha. Trời ơi trời sao mà sướng vậy? À. Cô Liên bán ở chợ nổi cái răng này bao nhiêu lâu rồi cô Liên? Dạ hơn 20 năm rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ đợi chút xíu. Dạ. Phê sữa nha chị ơi. Trời ơi phá giá thị trường luôn rồi cả nhà ơi. Mới mua ly kia 15.000, giờ mua ly này có 10.000 thôi. Vừa đẹp mà vừa bán rẻ nữa. Trời ơi. Chị tên gì chị? Chị tên gì? Chị tên gì? Bé hai, chị bé hai nha cả nhà. Bán cà phê nha. Đây, dạ đây con gửi luôn, còn dư đưa bên kia con nha. Rồi cảm ơn chị bé hai rồi. Bây giờ mình chuẩn bị ăn thôi nha cả nhà. Cho cả nhà xem lại những cái món ăn nè. Anh Tùng ăn gì anh Tùng em ơi? Ở sao mình có ghế luôn à. Dạ, có bạn luôn anh. Không không, em có lẽ là em sẽ cầm tô và anh sẽ cầm giúp em. Rồi rồi ok. Quay giúp em. À anh nghe điện thoại chứ. Dạ. Cô Bảy Liên nha cả nhà. Đó, quá trời là hấp dẫn luôn. Chỉ là một nồi nước dùng thôi mà nấu được tới 3 loại. Ở đây là cô dùng than hay dùng củi cô? À bếp ga. Dạ. Chế quá là hay không cả nhà. Dù là trên ghe nhưng mà vẫn chế được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Rồi, mời mình thưởng thức. Dạ. Dạ khoan, để em chụp tấm hình nha. Chị thấy quay em ổn mày. Quẹo lại. Trời ơi, bánh mì luôn cả nhà ơi. Làm sao bỏ qua được những cái món này. Chị ơi, bán gì chị ơi? Dạ. Chị nói chị bán gì em không nghe hả? Bánh bao, rồi, bánh bao luôn chị ơi. Bán cho em cái bánh bao. Bán cho em ổ bánh mì luôn. Dạ. Hôm nay là mình là coi như là giới thiệu với cái nhà về những cái ẩm thực ở trên chợ nổi cái răng nè. À luôn nè. Dạ. Bán người luôn đúng không? Rồi em giới thiệu cho chị ra nước ngoài luôn nha. Đó để xem có anh nào mua hay không nha. Mấy chị đây bán lâu chưa mấy chị? Dạ, bán bao nhiêu lâu rồi? Rồi bán rồi. Chị bán nhiêu? Bán cũng mới đây à. Dạ. Ở đây là có một mình chị bán bao hả? Trời ơi, bán độc quyền luôn. Dạ một thôi. Trời ơi em mua mỗi thứ. Mỗi thứ là em muốn xỉu rồi. Dạ. Đây nhiêu chị tiền chị ơi? 15 ngàn rồi. Ổ bánh mì nhiêu? Dạ đâu cho em một trái luôn. Wow cả nhà ơi. Dạ nhãn này nhãn gì đây? Nhãn tiêu. Nhãn xuồng tiêu. Hay là nhãn indo? Dạ nhãn indo ha. Dạ. À. Vui chưa cả nhà, quá vui luôn. Đó cả nhà thấy không? Đó là đối với những cái người mua bán thì người ta sẽ buộc xung quanh những chiếc tàu du lịch đó để người ta sẽ bán hàng dễ hơn. Nè cả nhà ơi, anh ấy vừa giới thiệu với mình một cái mặt hàng đó là nhãn Ido tiêu nè cả nhà. Quá trời ngon luôn. Cái này bán nhiêu anh ơi? Ký 40. Lấy em 1 ký luôn. Rồi đây gửi tiền. Trời ơi, ngon quá mấy chị ơi. Dạ. À đây lấy 30 của em đi. Đó, cái nhà thấy không? Vậy là giá rất là bình dân của nhà, chỉ có 15 ngàn cái bánh bao và 15 ngàn ổ bánh mì thôi. Đó. Dạ, cô tên gì? Cô thứ mấy tên gì? Tư bánh bao. Rồi chị mấy bánh mì?
Quá trời vui luôn rồi. 1 ký nhãn y đo tiêu mà có 40.000 thôi cả nhà. Giá quá tốt luôn. Dạ. Dạ thôi. 1 ký một mà. Dạ 1 ký thôi. Dạ đúng. Chính xác là mua cho vui thôi. Anh mời cam hả? Cam ăn thử luôn. Rồi, vậy em ăn thử luôn nha. Ở bên Mỹ nha chú. Dạ, dạ không, Mỹ Thuận. Cũng Mỹ mà Mỹ Thuận á. Dạ, ở Vĩnh Long á, con ở Vĩnh Long. Cái nhà ơi, miếng cam này ngọt má ơi luôn cái nhà. Nhưng mà tiếc cái là ở Vĩnh Long con là thủ phủ cam rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ mua luôn 1 ký nhãn y đo tiêu. Giá tốt quá cả nhà ơi. Dạ rồi. Quá ngon. Nhãn này chưa ăn hết nè, nhãn này không có nóng, không phải như nhãn. Nhãn y đo ăn nó không có nóng ha. Nóng còn nhãn thì ăn 1 ký trả giúp em. 50. Hỏi không? Dạ hỏi chứ. Không hỏi. Không hỏi chết con à. Đi quán ta thấy mì bo tay không. Dạ có. Dạ nó có lắm. Con chưa có đủ trình vậy. Dạ rồi con cảm ơn à. Chúc cô chú mua may bán đắt nha. Bán quá tốt. Đó rồi bây giờ mình thưởng thức bún riêu thôi cả nhà. Mình chưa chụp hình nữa. Rồi bây giờ có nguyên một chiếc tàu vô là chén sáng luôn nè cả nhà. Nãy giờ mình mua quá trời đồ ăn luôn rồi, ăn muốn xỉu luôn rồi. Nói chung thì mình mua thì cho vui đó cả nhà. Chứ thật sự thì cái bao tử của mình làm sao ăn nổi. Đó. Là hai chiếc ghe nhỏ sẽ tránh sang hai bên để chiếc tàu du lịch vào. Để cho các anh ấy mua đồ ăn sáng nha. Rồi, mình vừa đến thức thôi cả nhà. Rồi anh đồng giúp em cái ha. Rồi anh Tùng có thể là quay mặt em. Đây đây. À, cái này lên xuống là quay mặt lại phải không? Dạ rồi. 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 Rồi ngay trên Tùng. Rồi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mời cả nhà xem lại cái tô bún riêu ha. Anh gạt cái nút xuống. Dạ. Cái nút tròn á, tròn nó xuống là nó xuống. Đó, anh kéo nó lên đúng không? Rồi ok chưa? À mời cả nhà xem lại cái tô bún riêu của mình nha. Mua của chị Bảy Liên đó. Đó, hình như là trên sông này là chỉ buổi sáng ngày hôm nay là chỉ có mình dì Bảy và dì Bảy bán món ăn thôi. Thì bây giờ cả nhà xem trước tiên chung với mình là có đầy đủ gia vị nha. Mắm tôm nè ha. Đó, cái này là cục xương được tặng thêm đó cả nhà. Thật ra cái này trong cái bánh canh với hủ tiếu á. Đó, nhưng mà mình được tặng thêm ha. Cái cục cua thì khá là bự luôn cả nhà ha. Ngoài ra thì chúng ta có thịt nè. Cái này là chúng ta có chả nha cả nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái tô bún riêu này. Trước tiên thì mình phải thử về cái nước bún riêu nha. Thì bây giờ là cả nhà xem nè. Cái màu sắc nhìn nó rất là hấp dẫn ha. Cái cua mình thấy nó hòa quyện vào trong đó. Cái nước bún riêu á của dì Bảy Liên bán á, nó sẽ có một cái vị là mặn mặn, ngọt ngọt nhẹ. Và rất là thơm luôn cả nhà. Rồi bây giờ thì mình ăn tới cái cua nha. Như cả nhà cũng biết rồi ha, bún riêu cua là thành phần quan trọng nhất trong tô bún riêu đúng không? Đó, cả nhà xem chi tiết nè. Cua này thì nó sẽ có một cái vị mặn mặn nha. Có lẽ là vì vậy là sẽ nấu theo cái khẩu vị của người miền ngoài á, không có dùng đường hoặc là dùng rất ít. Ngon lắm cả nhà. Nói chung mà đối với những bạn mà không có ăn ngọt á thì đây là một sự lựa chọn rất là lý tưởng nha. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là thử bánh mì và bánh bao đó cả nhà. Như nãy mình đã cố tình mình mua để giới thiệu cho cả nhà được biết á về những cái món ẩm thực ở trên cái chợ nổi cái răng của chúng ta. Nó chạy chưa? Đây là. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức luôn ổ bánh mì nha, mà mình mới vừa mua của cái chị bán bánh mì á ở trên chợ nổi Cái Răng nha. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cái bên trong cái ổ bánh mì nha. Đó.
Dạ, anh kéo xuống rồi giúp em. Đó. Thấy chưa anh? Đó, cả nhà xem cái phần thịt ở bên trong đúng không? Nói chung là khá là nhiều đồ ăn luôn á cả nhà. Mà đối với những cái loại bánh mì như vậy á, nếu mà mình mua ở trên bờ á, cũng đã là cái giá tiền đó là cũng ngang ngửa rồi. Mà cái công sức ở đây á, là họ sẽ tốn thêm nhiều cái nguyên liệu ha. Về chạy tàu, chạy tới, chạy lui á, tốn dầu và xăng á, thì mình thấy bán giá vậy quá là tốt. Còn bây giờ mình sẽ thưởng thức luôn cái ổ bánh mì này nha. Đó. Ở đây thì mình thấy có chả lụa ha. Thịt này là phá lấu á cả nhà, từ từ đây. Cái nước sốt ở trong cái bánh mì này thì nó rất là ngọt và rất là thơm nha cả nhà. Nói chung là ngon lắm cả nhà. Mình thì bữa nay mình cố tình quay giới thiệu cho cả nhà, thành ra là mình mua luôn cả cái món bánh bao luôn đó. Ăn thì không có bao nhiêu nhưng mà đều là muốn quay cho cả nhà biết về chi tiết về cái ẩm thực ở trên Cà Nổi Cái Răng ha. Đây cho nhà xem bánh bao này, cũng chỉ có 15 ngàn thôi. Cái bánh bao này nó to lắm nha cả nhà, bằng cái bàn tay của mình luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong cái bánh bao này có gì đó nha. Rất là hấp dẫn luôn không cả nhà. Đó. Ở đây thì chúng ta có thấy là trứng muối nè và thịt nè ha. Cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái bộ bánh bao này nó rất mềm và mịn nha. Nó ngọt ngọt nhẹ và rất là thơm luôn. Còn cái phần thịt á thì nó ngọt ngọt mặn mặn. Nói chung rất là dễ ăn. Cho nhà xem cái nửa trứng muối nè. Rất là nhiều nha cả nhà. Thì mình thấy là thật sự là cái giá này là quá tốt nha. Trên Chợ Nổi Cái Răng vậy là quá tốt. Rồi cả nhà, sau khi mà mình đã ăn uống cũng no phủ phê xỉn rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục đi vòng lại ha. Mà chúng ta đi hướng bên trong đó. Rồi sau đó là chúng ta... Ủa cái lò hủ tiếu đó có gì đặc biệt không anh hả? Nó sẽ làm pizza hủ tiếu. Rồi nó to cái công đoạn của ông chú đầu, sao ông làm ông chán rồi, chán rồi ra phơi rồi sẽ cắt. Thế nào ra được là cái sản phẩm là hủ tiếu. Wow, dạ quá hay. Hủ tiếu ở đây làm rất ngon. Dạ. Yeah. Đó là điểm đặc biệt ha anh Tùng ha. Dạ. Đây là những khu vực của bà con buôn bán dưa hấu. Dưa hấu hả? Đây, dưa hấu. Đây là đa phần ít người treo. Dạ. Những cây dưa hấu người ta sẽ rộng ra nên là mình có thể là những người mà muốn mua hàng hóa chúng ta sẽ nhìn thấy rồi, không cần phải treo. Dạ, đâu lâu dưa hấu rồi anh em chưa thấy. Đây, đây. Chú anh mình đứng lên, đứng lên chỗ này là quay lên, đây, cái này đang lấy nè, cẩn thận nha, điện thoại thật chắc nha. Dạ. Đó, máy dưa hấu anh ha. Đang trao đổi mua bán dưa hấu nha. Dạ, là không có cần phải treo trái dưa hấu lên trên cây anh ha. Đó. Xem tư thế đứng của mình nè cả nhà. Đó. Ở đây thì ngoại trừ mà mua bán những cái loại mà sản vật nông sản đó anh, rồi thức ăn người ta có kinh doanh gì nữa không anh? Ngoài ra đây chỉ biển thôi anh. Dạ. Trên chợ là đa số là như vậy thôi ha. Dạ. Dạ, quá đẹp luôn cả nhà. Đây có một chiếc tàu vừa mới ghe ra. Những chiếc tàu du lịch hình như là nó đều có một cái màu chung hay gì anh? Nó chung là nó sẽ hai thích gì sau đó. À dạ. Mà đa phần là xanh và trắng ở Cần Thơ. Dạ, màu xanh với màu trắng là đại em đặc biệt. Dạ. Dạ con nghe. Con đang đi trên đường vô hướng tiếp. Quá đẹp cả nhà. Con đang chờ đi rất đẹp. Dạ. Trời đẹp quá. Bán gì vậy anh chị? Bán cầu chú sữa gì đó cho con rồi giới thiệu đi. Dạ. Nhắn tin luôn, ăn thử nhắn tin. Đó. Cứ việc mua thoải mái đi em. Anh review nó dễ lắm. Đó. Dạ, dạ. Một trái thôi anh, tại vì nãy anh. Ba người ba trái. Ok, ba người ba trái. Đây. Cái bóp thì không sao, cái điện thoại là không sao. Đúng rồi. Để em ăn thử cái sản phẩm của ok.
3 kg 100 ngàn, hồi nãy mình mua 1 kg 40 ngàn. Yeah. Dạ. Đúng rồi, hợp lý. Ok. Em thì mua rồi đó, à, anh chị đợi hai bé này có mua không? Hai bạn này nhanh cười nè, nhanh nha. Đó, đây 2, 3. Ủa này đang quay hay chụp chị? Quay anh ơi, quay anh ơi. Quay rồi cái đó, quay rồi. Bây giờ trời nắng lên rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy thời tiết bây giờ đang rất là đẹp đúng không? Mình nghĩ là cái thời gian này tầm khoảng 7 giờ sáng rồi đó cả nhà ha. Ở đây là chợ Mã Cung. Chợ bác sĩ mình á. Nắng lên rồi rất là đẹp không cả nhà? Đó. Thật ra thì mình thấy có là rất là nhiều tàu du lịch, nhưng mà mình thấy là anh Tùng ở đây là hướng dẫn viên rất là vui vẻ luôn. Một cái tài công đó, và hai em hot boy and hot girl trong cái buổi review chợ nổi cái răng của mình ngày hôm nay. Đó, sầu riêng nha, sầu riêng nha. Đối với những cái xe mà những cái ghe bán trái cây đó nha, thì mình thấy là những cái ghe đó họ sẽ thấp hơn, dễ hơn để mua bán hơn á cái nhà. Đi đâu rồi chị? Đi mua hàng hả chị? À, chị ấy là mua cải hả? Cải. Quá nhiều luôn. Đó, cái này cái xào anh ha. Cái bẹo. Đây mình thấy cả nhà thấy là đây là cái điểm đặc trưng đặc biệt của những chiếc ghe ở cái chợ nổi cái răng chúng ta. Đó là những cái cây này là cái làm bằng tre ha. Đúng không anh? Tầm dông. À, cái tầm dông. Cây tầm dông mà đó thì những người bán sẽ treo những cái sản vật của họ lên trên đó để cho những cái ghe mua sĩ khác có thể thấy được đó, để có thể dễ dàng mà lựa ghe lại chọn mặt hàng thôi. Đây mình thấy có gì đây, khoai lang ha, hành tây nha cả nhà, khoai lang tím nè, cái bí hồ lô, thì nhất là cải nha cả nhà, dưa cải mà chúng ta hay ăn dịp Tết đó. Là thấy đang bán rất là nhiều ha. Đâu vậy anh Tùng? Hiện tại mình đang đi đến một cái điểm tham quan là đặc sản, cửa hàng đặc sản miền Tây cho các bạn lên tham quan. Ghé cửa hàng đặc sản trước ha. Rồi đặc sản trước rồi mới đi hủ tiếu. Ok. Mình đi hủ tiếu. Hủ tiếu là hướng kia. Ok. Đó là mình đi sẵn đây luôn. Dạ rồi. Đây hồi mình tối quay lại. Ủa này là cửa hàng đặc sản hả? Không rồi luôn. Rồi chút xíu rồi anh Minh lên cứ quay nha. Dạ ok. Dạ. Rồi có những cái thứ gì nha. Dạ. Đây không có bán vàng nha, mình mua vàng lên trên nha. Đa số là chúng ta đi phượt thôi. Đó, thành ra cái chi phí chúng ta không có quá cao. Đó, ở nữ vàng nè, cái nhà cam nè, sầu riêng nè, bưởi nè. Quá náo nhiệt không cả nhà? Rồi giờ chúng ta sẽ lên tham quan thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta chưa lên được tại chúng ta chưa có hai tàu trước đang đậu rồi. Ok. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ lên cái khu bán đặc sản chợ nổi cái răng ha. Và nhất là miền Tây nữa. Đó, hiện tại bây giờ là mình thấy là đang có rất là nhiều khách du lịch ha. Khá là đẹp luôn đó cả nhà. Rồi em bước qua cả nhà. Rồi lên thôi cả nhà ơi. Ây da, khá là nguy hiểm. Đây mình cho cả nhà xem bên hôm trước nha. Bên đây là không phải là cái đường vào mà chúng ta sẽ vào từ cái đường này. Có rất là nhiều du khách ha. Nhất là những cái bạn hot girl xinh đẹp trong ngày hôm nay. Chào em. Chào mấy em. Đó, rất là dễ thương đúng không cả nhà? Trời ơi, mẹ ơi. Nhém chút nữa là không thấy đường rồi. Cái này có đóng phí gì không em ạ? Dạ không ạ. Vậy là mình phải dán số thứ tự lên hay sao em? Để chi em có thể giải thích cho anh hiểu tại sao mình phải dán. Mình kiểm soát à, kiểm soát tàu ha. Rồi cảm ơn em. Chào em media bài live cam nha cái nhà. Đó, quay nè, mình đứng đây cho cái nhà xem một cái vòng ha. Nói chung là đẹp lắm nha. Đây là cảnh mua bán nè.
Đây thì chúng ta có những cái loại trái cây gì ha, vào cái mùa mà những ngày cuối năm của 2020 này. Đó là mình thấy có chôm chôm đường nè, sầu riêng nè, vú sữa nè, bưởi nè ha, cam, ổi. Rồi cho cả nhà xem cái khu bên trong. Ở đây thì những cái loại đặc sản như là chúng ta có thể thấy là cá cơm ha, bánh tráng cá cơm nè cả nhà. Đây là gì đây? Khô đó cả nhà. Nói về miền Tây thì khô. Đó. Cả nhà đợi mình tí nha, để mình mở đèn cho cả nhà xem. Quá đẹp luôn cả nhà, quá ngon. Cá mối. Cái này cái gì đây? Cá ba sa. À, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mâm ha, để dùng thưởng thức thử các loại khô nha. Đó. Đây gì đây? À, bánh tráng nè cả nhà. Khô cá đuối. Khô cá lóc. À, đây gì? Khô gì? Dạ, cái này là rắn nước. Rắn nước. Có rắn nước không cả nhà? Đây, nhái, dịch nữ chân dài đó. Và chúng ta sẽ đi một vòng nha, cảm ơn em. Cho nhà tham quan ở khu đặc sản nè. Hình như ở trên chợ nổi cái răng này thì chỉ có cái khu này là có bán đặc sản để mua về làm quà thôi nha cả nhà. Đây thì mình thấy có gì đây, thạch dừa nè, rau câu nè, nước mắm cá linh nha cả nhà. Rồi mình xem có gì nữa không nha. Bánh hạnh nhân. Bên đây thì mình nghĩ là chắc có rượu quá. Để mình xem nha. À không, à đúng rồi, rượu nước dừa nữa nha. Rất là lạ luôn. Là độc luôn. Bên đây là rượu linh chi thất sơn, hồng sen dược tủ. Ồ, những cái tên rất là nghe rất hấp dẫn luôn. Đây là có những cái bình hồ lô nè cả nhà. Đựng rượu luôn nha. Tầm khoảng chừng 260 thôi. Này tặng xuân cũng rất là đẹp nè. Những cái hình như trái dừa luôn nè cả nhà. Làm cái sản phẩm luôn. Mỹ nghệ, quá đẹp. Đây thì có bánh tráng ha, cho nhà xem một vòng luôn. Thì cái khu này của chúng ta thì nó không có to lắm nhưng mà vẫn có đầy đủ nhiều món để cả nhà có thể mua về làm quà biếu ha, cho người thân, bạn bè. Đó, cơm trái chà bông thôi phải. Này món gì đây ta? Mình chưa ra. À, hủ tiếu chà bông cả nhà ơi. Món lạ, hủ tiếu chà bông. Ồ, quá hay, quá hay. Ở đây thì ta có đường thốt nốt. Ở đây thì chúng ta có kẹo đậu phộng nữa ha. Đây là có kẹo dừa dẻo. Này là món gì đây? À, chuối sấy nha cả nhà. Nói chung là nhiều lắm. Thấy là cái chỗ không to lắm thôi nhưng mà thật ra là bán rất là nhiều. Mứt, các loại mứt nè, tâm đậu nè, đây gì đây, gạo lứt đó cả nhà. Bên đây là dâu tây Đà Lạt siro đó cả nhà, nước cốt. Này là lá sen nha cả nhà, trà lá sen đặc sản của Đồng Tháp 10 luôn. Đúng là miền Tây là sẽ tổng hợp vào trên cái khu này. Đây là mực, mực cream sa tế. Quá xuất sắc, trái cây sấy nha cả nhà. Hiện tại bây giờ thì mình thấy khách hàng đã bắt đầu là đông rồi đó. Khách đi du lịch đông. Mình cho cả nhà xem đây là gì. Bánh trứng nướng đó. Bên đây là tới cái khu vực đồ mỹ nghệ ha. Đồ mỹ nghệ nha cả nhà. Đó, con khỉ nha. Làm bằng trái dừa đó cả nhà. Rất là đẹp, rất là dễ thương đúng không? Rồi, những cái vỏ dừa thì chúng ta làm bình đựng ấm trà ha. Đây thì chúng ta còn có khăn rằn nữa ha. Áo phao. Áo bà ba. Người lớn, người em bé. Nón lá nữa.
nói chung là quá nhiều. Đây là có sừng trâu nữa cả nhà, sừng trâu thì khoảng 150.000 một cái thôi. Đũa, muỗng, nạo, ly, tách, nói chung là quá nhiều. Quá nhiều sự lựa chọn ha. Đây, đồ mỹ nghệ nè. À, nếu mà chúng ta có dịp mà đi đến đây á, hai em lựa được gì chưa? Thì chúng ta cũng phải mua một cái món gì đó về làm quà đúng không cả nhà ha. Đây có những cái bóp nè, ô giá cũng rất là tốt cả nhà, chỉ có 50.000 thôi. Đây thì 80 nè, ồ được, quá tốt, đây mình thấy là giá quá tốt. Đây có nhiều loại guốc cả nhà. Rồi, vậy là mình đã cho cả nhà tham quan khoảng chừng tham quan là hết rồi đó, nhưng mà chi tiết thì cũng tương đối thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị qua bên lò hủ tiếu. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường vào trong cái lò hủ tiếu nha, nơi sản xuất hủ tiếu ở Cần Thơ. Sao ra là ở Cần Thơ luôn đúng không? Lò hủ tiếu ở Cần Thơ luôn đúng không? Dạ. Bây giờ là trời đã bắt đầu nắng lên rồi cả nhà, khoảng tầm giờ này khoảng chừng 7:30 đó. Những cái phao này có phải là cái mực nước nó rất là sâu không? Đúng rồi, sâu. Đây là phao phân luồng giao thông. Phân luồng? Phân luồng giao thông. Chứ không phải là nó sâu thì chỗ đó là không. À, vậy là... Thì phải cho những cái phương tiện lớn này chạy phía bên ngoài phao này, tại vì trong phao này là để cho dành những ghe buôn bán ở chợ nổi này đó. À, quá hay luôn. Rồi bây giờ cái lò hủ tiếu thì chúng ta phải chạy qua chỗ cây cầu Cái Răng nha cả nhà. Đó, chúng ta đang tiến đến lò hủ tiếu. Quê tôi. Ồ, rất tên rất là dân dã luôn, mộc mạc luôn không cả nhà, lò hủ tiếu quê tôi. À, đối với cái khu vực này Cái Răng thì có mấy lò hủ tiếu à? Ở đây có lò hủ tiếu đó. À. À. Mà tới liên kết đúng không? À, dạ. Rồi chúng ta đi qua cầu nha cả nhà, qua cầu Cái Răng thôi để tiến đến lò hủ tiếu. Đây, cái chỗ cầu Cái Răng thì có cái bảng rất là to luôn, chợ nổi. Hẹn gặp lại. Tại vì mình đi từ hướng bên đây nha cả nhà. Bây giờ bà con có nhận chỉ bằng đường xe không? Đúng rồi, nó sẽ nhanh hơn không anh? Hơn đỡ tốn chi phí hơn. Cộng thêm được cái bảo đảm cái nguồn hàng hóa, tại vì chợ toàn là bán rau củ quả không. Dạ đúng. Không thể nào mà nếu mà nhanh một ngày, nhanh một tiếng thì phải đỡ thôi. Dạ đúng rồi, hợp lý. Thành ra mấy loại này nó đâu phải ký hợp đồng không. À. Đưa ra cái đường giao hàng thì ra phải chờ đợi buôn bán cho người mua. Vậy. Cái cầu trước là cầu gì anh? Cái này cầu Cái Răng Bé. Cái Răng Bé. Là mới xây dựng sao đúng không? Vậy là giống như vợ lớn và vợ bé đúng không? Đó, cả nhà thấy không? Cầu mà còn bé mà đừng nói hú chi mà thấy mình đúng không? Đây là chắc à, chắc tàu cũng mới ra đầy đủ tiếu không anh? Cũng là đúng rồi. Wow, nước này cả nhà. Wow, quá lâu. Tàu lỗ tiếu rồi anh? Đó. Cái con tàu đây nè. Đâu? À, rồi. À. Giờ chúng ta sẽ vào tham quan cái lò hủ tiếu là quê tôi, sản xuất hủ tiếu tươi tại chỗ. Dạ. Mua về sẽ hủ tiếu về Sài Gòn nấu hủ tiếu anh nha. Hủ tiếu Sài Gòn lắm ha. Ở đây không có bán ăn hủ tiếu tại chỗ, nhưng mà có bán tầm những sợi hủ tiếu. Ủa anh, đối với những chiếc ghe mà nó nhỏ hơn vậy thì cái giá thành nó thấp hơn hay là sao vậy? À. Dạ đúng rồi, em thấy không có mái che rồi đúng không? Nó hơi nguy hiểm. Đây lò hủ tiếu quê tôi. Đây lò hủ tiếu quê tôi. Ồ, vậy là coi như là cái lò hủ tiếu này là hợp đồng hết với những cái chỗ du lịch trong chợ đúng không anh? Đó. À, bởi giờ thấy là quá trời tàu luôn. Ồ. Rồi chúng ta chuẩn bị đậu thôi nha cả nhà. Đây có chúng ta có hai bến. Rồi chúng ta chuẩn bị lên thôi. Rồi, mời các bạn lên nha. Dạ rồi. Ồ, Ở đây là cái phao nên là bước từ từ thôi, tại nó hơi nhiễm nhiễm. Dạ. Cái gì không quan trọng cứ để dưới này nha. Rồi nha, chẳng như cái vạch cũ ha. Cái nhà để mình tí nha. Rồi, chúng ta đi lên
là lò hủ tiếu quê tôi thôi cả nhà. Đây là đường bước lên nha. Rồi. Dạ, chào mấy cô chút xíu nữa con sẽ mua ủng hộ sau ạ. Dạ. Rồi để mình xem nha. Ở đây mình thấy có một cái phim trường cổ trang phố xưa. À, giá chỉ 30.000 thôi nè cả nhà. Cho cả nhà xem ha. Khu vực xung quanh này là khu vực Yên Hạ, quận Cái Răng. Đó. Cho cả nhà xem như vậy cho nó dễ ha. Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. À, giờ là lò hủ tiếu quê tôi là nằm ngay vị trí này nè. Chúng ta sẽ đi vào nha, để xem bên trong lò hủ tiếu quê tôi có gì nha cả nhà ha. Rồi cả nhà ơi, chúng ta đã vào trong lò hủ tiếu quê tôi. Trước tiên thì mình thấy ở đây có cái bảng là hủ tiếu chà bông nè. Giá 50.000, mua 10 tặng 1. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rất là ngon không cả nhà. Còn bên đây là hủ tiếu tươi ha. Cho cả nhà xem, đây có hủ tiếu lá dứa nè. Đó. Màu xanh lá dứa rất là tự nhiên luôn cả nhà. Còn bên đây là hủ tiếu này là tươi nguyên chất. À, không có màu ha. Bên đây có khác không? À, đây là hủ tiếu lá cẩm nha cả nhà. Cái màu tím tím tí nhưng mà nó cũng không có, đúng là từ lá cẩm thì nó sẽ không có màu sắc quá nổi bật. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có gì nữa? Có kẹo dừa luôn nha cả nhà. Nói chung mỗi bịch hủ tiếu này thì chỉ có giá là 25.000 thôi mà mua 10 tặng 1 luôn. Đây quán khẩu trang nha cả nhà. Rồi mình sẽ vào tham quan bên trong lò hủ tiếu nha. Đây thì có bánh bía nè, có muối nè. Có gạo lứt nè cả nhà. Đây là gạo lứt sấy khô nha. À, ở đây là hủ tiếu chà bông này là có cho chúng ta dùng thử. Dạ. Mình sẽ dùng thử cả nhà. Để mình thử cái cảm nhận nó như thế nào. Dạ. Dạ. Con cảm ơn. Rất là bất ngờ luôn cả nhà. Sợ hủ tiếu chà bông á. Nó giòn, nó thơm, tựa tựa như là cái nhà ăn mì xào giòn á. Là nó giống giống như vậy đó. Cho nhà xem cái máy cắt sợi hủ tiếu nè. Trời, nói chung hủ tiếu chà bông là rất là ngon cả nhà. Cái này là cái máy cắt sợi hủ tiếu hả anh? Đó, anh ấy sẽ bắt đầu là biểu diễn cho chúng ta xem nha. Thì sợi hủ tiếu sẽ được cắt sợi như thế nào đây. Chào anh tên gì anh? Hả? Anh tên gì? Đây là cái miếng bánh hủ tiếu tươi, cái này mới phơi hả? Wow, cái nhà thấy thế nào ạ? Quá trời chuyên nghiệp luôn không? Quá hay luôn. Quá hay luôn cái nhà. Đối với cái lỗ bánh tráng mà làm hủ à, cái loại này là một nắng thôi. Cái này là mình ăn được không anh? Vẫn ăn được đúng không? Dạ. Đó, bây giờ mình vào trong tham quan trước nha. À, cái khu vực làm là bây giờ mình có làm không anh hả? À. Dạ, vậy là tráng là bên đây hả cô? Tráng bên đây rồi sau đó là để trên cái khay. À. Dạ. À dạ con hiểu rồi. Đây cả nhà xem nha. Dạ. Đây là cái chỗ tráng. Những cái hủ tiếu chúng ta là chúng ta sẽ tráng ra, sau đó sẽ thành một cái nó tròn đó cả nhà, sau đó vớt ra giống như là một cái bánh tráng chúng ta hay ăn dịp Tết á. Sau đó chúng ta sẽ phơi lên đây. Và phơi nắng đây. Đó. Để khoảng một nắng thôi, tầm khoảng mấy tiếng thôi thì sẽ ra một cái loại bánh tráng như vậy. Sau đó là sẽ đưa vào cái máy và cắt thành sợi hủ tiếu. Bây giờ mình đã có thể hiểu rõ về cái hủ tiếu là nó như thế nào và ra sao rồi đó. Đây là tiếp tục những cái loại sản phẩm cho cả nhà xem nha.
bánh tráng nè, kẹo nè, chung là những cái loại đặc sản ở miền Tây khô. Dạ, cảm ơn em. Đây khô nhái, cá lóc đồng nè cả nhà. Nhìn quá ngon, quá hấp dẫn luôn. Chúng ta đi một vòng vào bên trong nữa nha, để tham khảo xem còn những gì không nha. Đây có bánh hoa dừa. Bên đây là cũng là đồ mỹ nghệ đó cả nhà. Đó, quá hay luôn. Quạt nè. Đó, những cái đồ mỹ nghệ. Sẵn đây thì cho cả nhà xem luôn cái đồ mỹ nghệ đi ha. Con chó nè, con hươu cao cổ nè, con cá nè. Nói chung là đẹp lắm cái nha. Những cái chén bằng gỗ dừa nè, cái khay đựng nước ha. Đây cái gào múc nước nhỏ nè, 35 nghìn. Nói chung là giá mình thấy rất hợp lý với những cái công sức và những cái mỹ nghệ từ dừa của mình. Ở làng quê chúng ta thì mình thấy giá rất là hợp lý nha. Ở đây mình thấy hình như là có một cái giống như là một cái tặng phẩm là mua 10 tặng 1 đó cả nhà. Rất là đặc trưng luôn. Sừng trâu, nón lá, cái này chúng ta phải mua nha, thì chúng ta mới có thể lấy nó chụp hình chung được. Những cái loại khác. Đây cũng là thịt dừa. Nói chung mình thấy cái khu vực bán đồ mỹ nghệ này rất là giống ở bên cái làng nghề dân gian hồi nãy, cái chỗ mà trưng bày sản phẩm của miền Tây, sản phẩm miền Tây giống lắm. Nói chung là cũng có các loại mứt nữa cả nha. Bánh dừa, kẹo dừa, bánh ngũ cốc đồ. Nói chung là quá đầy đủ luôn để cho chúng ta có thể lựa chọn. Chuối sấy tươi, bánh xoài, có bánh xoài nha cả nhà. Rồi, là cái khu vực lò hủ tiếu chúng ta thì thường thường tráng bánh này là mình tráng vào buổi nào cô hả? Buổi sáng hay là buổi chiều sáng cô? Buổi sáng, buổi chiều nghỉ là làm rất là một bữa. À dạ, chú. Là... Dạ. Chủ yếu là mình sáng buổi sáng rồi mình phơi. Mình phơi cái này lâu không cô? Khoảng 3 tiếng. Rồi. 3 tiếng, dạ. Dẻo dẻo rồi đem vô là nó chắc. Dạ. Nó quá. À dạ. Dạ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là dạ. Dạ. Ở đây mình mồi lửa nó nhanh không cô hả? Dạ. Cô thứ mấy cô? Dạ cô hai quanh nha cả nhà. Thì cô hai quanh sau đây sẽ trình diễn cái màn làm ra cái bánh tráng để cắt trở thành cái sợi hủ tiếu mà chúng ta rất là thường ăn. Đối với người dân miền Tây thì rất thích ăn cái món là hủ tiếu. Gần như là con thấy đó là một cái món ăn là mặc định luôn á. Dạ. Và thành ra mà khi về miền Tây mà gặp những cái lò hủ tiếu mà như chỗ của cô Oanh với cô à, cô chủ tên gì ạ? Dạ. Chủ ở đây là tên Trí. Dạ. Dạ, là anh Trí nha cả nhà. Đó, thì cô Oanh là cũng chuyên cô cũng chuyên là làm cái bánh để mình cắt sợi hủ tiếu hả cô? Dạ. Dạ. Mình nhúng cái này thì nó lâu không cô hả? Dạ. Chấu màu trái cô hả? Mình chỉ bỏ vài miếng giấy mình nhúng lửa rồi sau đó mình bỏ chấu vào thôi ha. Đó, là có nghĩa là nó nóng lên rồi nè cả nhà. Đó là bột hủ tiếu của chúng ta đó. Cô Oanh sẽ đó, đổ lên trên đây nha. Trời ơi, nhìn cái bột này cả nhà, rất là dẻo luôn á. Nó không phải lỏng như là những cái mà chúng ta thường thấy đâu. Trước tiên là cái màu sắc nó rất là đậm đà luôn cả nhà. Ngoài ra thì cái độ sệt của nó rất là cao luôn. Rất là chuyên nghiệp đó. Cô Oanh tráng nghề hủ tiếu này được lâu chưa cô? Này nói chung là cũng làm thế thôi. À dạ. Đó. Thế nhưng mà nhìn đã chuyên nghiệp như vậy vậy rồi đó. Dạ. Con ở đâu? Dạ con ở Vĩnh Long ạ. À. Dạ. Con dạ.
Dạ đúng rồi, con ở thành phố Vĩnh Long. À, tại con muốn giới thiệu về cái chợ nổi Cái Răng đó. Rồi sẵn con qua con tham quan cái làng hủ tiếu của mình, với con giới thiệu cái làng chỗ hủ tiếu của mình luôn. Tại vì con xin đi qua cũng gần tới Long Hồ á. Dạ. Có nhà nhỏ em đó. Dạ. Rồi qua nó lắm ạ. Dạ, ở vậy rất là nhanh luôn ha cô Oanh. Dạ. Wow, cả nhà, vậy là nó chín rồi đó. Ồ. Quá trời hay luôn, quá hấp dẫn luôn. Dạ rồi. Rồi sau đó là mình sẽ để lên trên đây ạ. À. Ôi nóng hổi luôn nè cả nhà. Nóng 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 không cô Oanh? Nóng. Con thấy cô cầm. Dạ, quen ha, quen tay. Có cả nhà xem nè. Đây là một cái bánh hủ tiếu vừa để lên khay ha. Thì đây mình xé ra ăn thử cũng được. Dạ. À có nghĩa là dây mình vẫn ăn được. Dì mình xé ra ăn. Đó. Quá hấp dẫn luôn. Dạ, cho con miếng luôn. Đây đây nè, bề này không dính tay nè. Dạ. À có nghĩa là phải lật lại cái sao mình xé ra. Còn cái này thì dạ. Dính nè, này dính nè. Đó, đây là bánh hủ tiếu tươi luôn nha cả nhà. Mới vừa được làm luôn nè. Mình dùng thử coi. Nó cảm nhận của mình á là nó dai. Và nó có một cái vị béo béo nhẹ. Nó mặn mặn nhẹ. Em dùng thử cái bánh hủ tiếu mới chán. Quá ngon luôn cô Oanh ơi. Dạ. Phơi khoảng bao nhiêu lâu thì được rồi chị? Mấy nắng là 3 tiếng. Đó, sau khi mà phơi 3 tiếng thì đây là thành phẩm của chúng ta này cả nhà. Thành phẩm từ cái bánh hủ tiếu chúng ta này là mới phơi một nắng thôi nha. Cái độ dẻo nó vẫn còn nha cả nhà. Dạ. Dạ. Dạ đây này dẻo phải không? Dạ quá dẻo luôn. Thì mặc định hủ tiếu tươi của mình là nó dẻo như vậy á. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này mình trụng xương nhẹ, cái là mình chế nước súp vô là mình sẽ. Dạ. Tô hủ tiếu ngon lắm. Quá trời ngon, quá xuất sắc luôn cô Oanh ơi. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ. Quá đẹp. Đó, đây là dì hai rồi, dì thứ mấy ạ? À đúng rồi, thứ hai luôn. Thứ hai luôn, rồi vậy là hai dì hai. Đó, và đang là một cái mâm hủ tiếu chà bông hả cô? À đúng rồi. Đó. Nhưng mà trong đó chưa có chà bông. Dạ. Mà hủ tiếu thật sự vậy là quá ngon luôn rồi đó. Dạ, mình ăn miếng nữa. Dạ, nãy con ăn miếng ngon quá. Đẹp, rồi. Đẹp chưa? Quá đẹp dì hai ơi, con chụp cái nha, cho con chụp cái. Còn nếu mà anh để ngang đông thì được mấy tháng? Dạ 1 năm. Biết luôn, dữ dội thiệt. Rồi sao vừa bỏ luôn đó anh ơi. Vậy là đông là mình đâu có rã là được em. Dạ. Nếu mà theo em nó bây giờ nó cứng quá. À, hợp lý. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ là đưa đồ qua sông ha. Chú lấy đồ trên sông. Chú lấy đồ. Chào chú. Ồ lái rất là chậm rãi hơn. Đò. Theo anh thì chiếc đò đó mà tầm được bao nhiêu người? Cái đó khoảng 3 người. 3 người. Còn 4 người không dám đi. Chứ mà em thấy là lái cũng hơi là hơi bị cung cung rồi đó. Dạ. Tại vì chú cũng có tuổi rồi. Rồi cả nhà ơi, vậy là mình đã giới thiệu xong với cái nhà ha. Về cái chợ nổi Cái Răng với những cái điểm và cái nét đặc biệt đó là về cái cuộc sống của người dân ha trên miền sông nước, nói miền Tây nói chung và nhất là ở Cần Thơ nói riêng nha cả nhà. Đó thì bây giờ ha mình sẽ bắt đầu hành trình đi về thôi đó. Dạ. Dạ khách chú vừa mời nước cà phê đó cả nhà, nhưng mà mình đã mua quá nhiều rồi mà mình chưa kịp uống hết luôn. Vậy là mình đã giới thiệu xong với cả nhà chợ nổi Cái Răng với những cái điểm đặc sản độc đáo và đặc biệt mà hiện tại là chỉ theo mình thấy là chỉ có ở miền Tây thôi, miền sông nước thôi. Thì nếu mà cả nhà có dịp á thì chúng ta hãy ghé đi thử chợ nổi Cái Răng nha. Với cái sự mà hướng dẫn nhiệt tình của anh Tùng rất là vui vẻ luôn cả nhà. Đã giúp mà cả nhà có dịp ghé đến Cần Thơ á thì chúng ta hãy thử tham gia trải nghiệm và mua sắm những cái loại trái cây, những cái mặt hàng hóa ăn uống ở trên chợ nổi Cái Răng này nha. Đó, mình thấy đây là một điểm đặc biệt, kèm theo đó là chúng ta sẽ đi đến cái lò hủ tiếu mà chúng ta sẽ thấy tận tay ha, tận mắt thấy chén bánh hủ tiếu, tận tay sờ và tận miệng cảm nhận về cái hủ tiếu tươi rất là đặc biệt và đặc trưng luôn, và nó rất là tuyệt vời nha. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều, đây là một cái anh tài công rất là vui vẻ ở chợ nổi Cái Răng nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có đến chợ nổi Cái Răng á, nếu mà cả nhà có muốn chính anh ấy chắc chúng ta đi tham quan trải nghiệm và chia sẻ những cái kinh nghiệm á
về bên trên cái khu chợ này đó, thì cả nhà hãy liên hệ với anh ấy nha. Số điện thoại của anh là số mấy anh Tùng hả? À, số điện thoại là 0898 0898 829 829 687 687 anh Tùng. Quá tuyệt vời, cảm ơn anh Tùng. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.